Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Mình đang có mặt ở bếp cơm Cô Kim, nhóm từ thiện Pháp Hoa. Ngày hôm nay thì với cái sự hỗ trợ giúp đỡ của nhà hảo tâm có tên là anh Ân ở Atlanta, Georgia, ủng hộ cái số tiền là 500 đô để giúp những người khó khăn ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch một bữa cơm, thì bếp cơm của Cô Kim có nấu những các cái phần thức ăn. Theo đó thì nấu cơm thịt kho trứng, canh súp, rồi tặng nước suối, bánh mì và chuối để giúp đỡ các cô chú anh chị bớt đi một phần nào khó khăn khi mà đưa thân nhân từ dưới tỉnh, các cái vùng tỉnh lẻ đó về Sài Gòn điều trị dài ngày. Đây các cô bác đang vận chuyển những các cái hộp cơm này lên trên xe. Ở đây nước suối các bạn, bánh mì để trong thùng này. Bánh mì để đây thì lát xíu mình mới lên trên kia rồi mới khui nha các bạn. Đây mỗi người sẽ nhận một phần cơm này, một chai nước, một trái chuối, một ổ bánh mì. Đây là cái phần chuối này các bạn này. Chuối đã sắp ra bỏ sẵn vô giỏ rồi. Thưa các cô bác anh chị, trước khi mà phát cơm đó thì các tình nguyện viên sẽ vào trong nhà thương phát phiếu cho các cô chú mà nằm ở trong bệnh viện, rồi hẹn ngày giờ ra để lãnh cơm. Thì mỗi một người sẽ cầm theo ít nhất là một phiếu, và với cái phiếu này đó thì mỗi người sẽ nhận được một phần thức ăn, gồm có là một hộp cơm, một chai nước, một trái chuối và một ổ bánh mì. Tuy nhiên thì cũng có thể có những người là sẽ nhận tới hai phiếu, không phải, họ mang ra hai phiếu hoặc ba phiếu, là lý do là người ta cầm gọi là đi lãnh dùm đấy. Thì cũng nếu mà cô chú coi thì có thể thấy là một số người là tại sao lại lãnh 2, 3, 4 phần, thậm chí là nhiều hơn, do là các cô chú đi nhận dùm. Thì đây thưa các bạn là mọi người sẽ xếp làm 3 hàng, trong đó là hai cái hàng phía bên ngoài thì có phiếu, còn mấy cái hàng ở bên trong đó là không có phiếu. Cô bác mình cứ đứng thẳng hàng đi. Đấy, hai hàng này là có phiếu sẵn rồi nha các bạn. Ơi chào bà. Bà người nhà bệnh gì? Dạ bệnh phổi. Phổi. Chừng nào mới được về? Giờ chưa biết. Chưa biết. Bà lên đây từ ngày nào? Lên hồi chiều tối mà. Mà giờ đang mua máu, vô máu nó khô. Phải máu. Mua máu á? Phổi thì liên quan gì đến máu mà phải mua máu? Không, tại vì nó khô hơi sợ. Bác sĩ nói phải mua máu, vô máu. Rồi đi khi khám thế đi chữa có bảo hiểm y tế không bà? Không. Không. Phải tiền túi. Tiền túi. Thế thì chắc tốn tiền đó. Tạm ứng nhiêu tiền rồi bà? Đóng vô là mười mấy triệu rồi đó, là vô máu. Hiện giờ đứng đợi để xin phiếu xin cơm để chạy trở lên rồi. Cơm đang ra rồi. Dạ rồi. Đây cũng rất. Đứng vô hàng đi cô ơi. Dạ. Cô có phiếu không cô? Đứng vô hàng đi. Dạ đứng vô hàng đi, xe lên tới nơi ở đây còn con phát liền đây. Thank you.
có phiếu, có đứng hàng trong cùng này cô, đứng qua bên đây. Dạ. Không có phiếu, đứng hàng trong, phát hết có phiếu rồi phát tới mấy cô chú. Mấy người bệnh thì ưu tiên ra lấy trước đi. Mấy người bệnh ra lấy luôn đi. Chú Vân Thâu kìa. Đây 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 chú Nhân nè. Rồi phát đi chú. Rồi đó. Đây các bạn ở đâu? Bốn người đi chú ra. Bốn người đi chú ra. Chú qua đây nhá, chú qua đây nhá. Qua đây anh, chú đây. Chú có hiểu chưa? Qua đây có hiểu không? Phát luôn cho chú đi, chú là người bệnh, người phát luôn đi ạ. Chú được hiểu chưa? Bác ơi, bác ơi. Rồi, chú này đi, chú rồi. Em một hiểu, một. Rồi, từ từ em, từ từ. Rồi, tiếp em đây là một nè, một. Rồi, một. Rồi, rồi hai chị, hai. Từ từ. Rồi, cô đây một. Bước lên. Một. Bước lên đi, con mấy phiếu đi con. Rồi, bốn phiếu đi, cài cho đi. Bốn phiếu. Rồi, một. Rồi, một. Từ từ, một. Từ từ, bước lên, một. Rồi, cái phiếu này không phải ra đây, ra cho các bạn ra đây. Rồi, từ từ, hai. Sau khi nhận cơm ở đó xong rồi các bạn thì mọi người sẽ đi qua bên đây để nhận chuối, nhận nước chuối, rồi bánh mì. Rồi tiến tới đi mấy cô chú ơi. Rồi công an phường bảo lên phần thờ là hai rồi. Vân đang đọc phiếu. Bước đi đông kìa, vô trong đường quà kìa. Rồi một. Hay là vậy, đúng. Đánh thì đánh ngay luôn, không phải luôn. Đánh không phải luôn. Rồi một. Tôi chẳng là thái. Không phải luôn. Một. Chẳng là kia. Một. Rồi một. Rồi một. Rồi bước lên hai. Hai, chú đi hai. Rồi bước lên cô một. Cô kia cho bạn, chú chạy.
Đây người ta vẫn còn phiếu là phát cho người có phiếu trước mấy anh vào trong cùng đứng. Ra sao hết? Rồi một luôn. Rồi một. Hai. Rồi một. Rồi một. Rồi một. Rồi một. Hai. À, đầu tiên là phát những cái người có phiếu. Sau khi phát hết người có phiếu rồi thì phát tới không phiếu. Mỗi người sẽ nhận là cơm, bánh mì, nước suối, chuối. Phát luôn đi chú Vân ơi, cho lẹ. Rồi rồi. Người ta xếp hàng làm hầm kìa. Ở đó xin. Đây cũng có những người bệnh này, lấy xong rồi chắc là còn chưa muốn vào. Đó, muốn nhận cơm, bánh mì, nước suối đó. Rồi, ba cái người trong hàng thì mình đã thấy rồi. Chia sẻ nhau mỗi người một phần thôi, đừng quay.
chung là vẫn chủ yếu là để hô hào thôi. Chồng chưa về à? Dạ chưa, con hảo. Từ từ. Rồi, bước rồi, có lên đi, bước lên đi cô. Bà con mình chia sẻ nha, mỗi người một phần thôi, không quay lại nha. Rồi, một phần thôi, không quay lại. Rồi, ok là tốt rồi. Ok là giờ đêm á. Ok, chúng tôi sẽ xỉ. Còn bao nhiêu côn là hết hết rồi con. Em bước lên đi, em đeo cái này tôi cho ưu tiên rồi nè, cho em nhỏ nè. Ơi, cho ưu tiên nè, đeo bố lên, đeo cầm tập này. Bước lên đi em. Rồi, một cái lên, một cái rồi. Không ưu tiên nhiều đâu. Rồi. Rồi bà con mình nhớ nha, mình khách hàng rồi mình chia sẻ nhau nha, ai chưa có thì mình khách hàng nha. Rồi qua rồi bây giờ bà con mình xong rồi qua bên kia xếp hàng kìa, nhận tiếp bên kia kìa, xếp hàng bên kia kìa, xếp hàng nhận tiếp bên kia kìa. Quý bạn á, không biết nhưng mà nói chung là khách hàng đi, biết không đâu cho. Đây thì thưa các bạn, nhóm mình cũng đã phát xong rồi. Thì xin cảm ơn anh Ân ở Atlanta, Georgia đã ủng hộ 500 để giúp người khó khăn ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch một bữa cơm vào ngày 17 tháng 2 năm 2023. Thì chị hỏi trên kia còn thì cho hết thì thôi. Giờ còn thì phát nốt mà hết thì thôi. Hết rồi nha các bạn. Đây tụi mình thì đã phát hết rồi. Mà bên này thì có một nhóm khác nhé. Ở đây là một cái đoàn từ thiện khác cũng tới, họ chưa có phát, một lát xíu nữa thì họ mới tới. Giờ thì ta mới bày biện ra đây thôi để sắp xếp. Đây thì có khoảng 10 cái camera. Thì khoảng 10 cái ống kính truyền hình. Giờ các cô chú bây giờ đang bỏ bánh mì, rồi bỏ nước, bỏ vào thành từng cái bịch như này rồi sẽ cho. Thì đây các bạn nhìn này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nói chung là cỡ khoảng hơn 20 người đang phụ. Thì 5 giờ các cô chú mới phát. Đây bây giờ mới chỉ là 16:26 thôi. 5 giờ thì mấy cô chú mới phát. Thì tới đây đây các bạn nhìn thấy cảnh mà chia quà này cũng rất là vui nhé. Nhóm này là nhóm thiện nguyện từ bi. Rồi. Ở đây thì có rất là nhiều các camera live stream, chị trưởng đoàn luôn. Yeah. Rồi cảm ơn chị nhé. Yeah. Hy vọng là ngày nào chị cũng phát chừng 500 phần thì bà con bớt khó khăn. Thường mấy tuần thì phát một lần? Một tuần phát một lần. Nhưng mà đâu phải một tuần nữa. Nhưng mà mấy ngày phát một lần? Một tuần mới có một buổi đúng không? Còn em ở đây tuần mà em phát 7 buổi luôn. Vậy quá nhỏ rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn chị nhé. Thực tế mà nói thì cứ có thêm những các cái nhóm thiện nguyện nào mà giúp đỡ bà con cô bác thì là một cái điều rất là quý. Các chị thì khoảng một tuần. Dạ, chào chú ạ. Một tuần thì các chị sẽ giúp một buổi khoảng 500 phần và có các cái tình nguyện viên
vào tham gia hỗ trợ. Ai có phiếu là có quà. Rồi thôi bây giờ mình sẽ tạm dừng cái clip này đây nhá. Đây là chỉ quay cái cảnh cho cô chú anh chị biết là cái cảnh mọi người chờ để phát quà. Đó lấy. Đó xếp hàng luôn cô. Rồi để đi lại. Đó xếp hàng luôn. Rồi, đây cũng có những người khó khăn đấy thì tiếp tục lại xếp hàng lần nữa. Hồi nãy vừa nhận cơm của bên Pháp Hoa xong, giờ lại nhận tiếp của nhóm này. Rồi, một lần nữa xin chân thành cảm ơn các quý nhà hảo tâm đã đồng hành ủng hộ hỗ trợ để thực hiện chương trình. Cảm ơn tiệm vàng Đức Hải ở Atlanta đã làm cầu nối để phát những cái phần quà này. Và hẹn gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo. Chúc tất cả được nhiều sức khỏe và luôn bình an.